Những thiên tài như Albert Einstein hay Thomas Edison và một số thiên tài nổi tiếng khác có những thói quen kỳ lạ, thậm chí là quái gở. Có người ăn côn trùng, có người uống nước tiểu của dơi. Nghe thì cũng hơi ghê ghê đúng không các bạn? Nhưng phải công nhận một điều là họ đã làm được những điều phi thường, cũng như những đóng góp của họ cho sự tiến bộ của nhân loại là không thể phủ nhận được. Vậy, liệu có sự liên quan nào giữa những thói quen sở thích kỳ lạ liên quan đến tài năng của họ không nhỉ? Chúng ta hãy cùng Độc Lạ Kỳ Thú tìm hiểu những thói quen lạ lùng này của các thiên tài trên thế giới nhé! Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết đến Albert Einstein, một nhà vật lý lý thuyết người Đức, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại và được công nhận là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại. Người mà phát triển thuyết tương đối tổng quát mà chúng ta đã và sẽ được học. Ít ai biết đến, từ nhỏ, ông là một đứa trẻ khờ khạo, chậm nói. Nhà bác học cho biết, chính nhờ sự phát triển chậm chạp giúp ông có nhiều cơ hội để suy nghĩ về các yếu tố cơ bản như không gian và thời gian. Wait a minute! Sự tò mò về những điều đó khiến ông luôn đặt ra những câu hỏi lạ lắm và dẫn đến những đột phá như thuyết tương đối. Nói đến đây thì ba mẹ nào mà có con rụt rè chậm nói thì cũng đừng quá lo lắng nha, vì biết đâu con chúng ta có thể là thiên tài trong tương lai. Nice. Quay trở lại câu chuyện, vậy sở thích kỳ lạ của ông là gì? Tài xế của nhà bác học kể, ông từng tận mắt thấy nhà bác học Einstein nhặt một con châu chấu trên mặt đất và bỏ vào miệng nhai cấu nghiến. Hay Einstein không muốn mất tiền cho những người thợ cắt tóc nên thường nhờ vợ cắt hộ. Người giúp việc của vị thiên tài cũng cho biết ông rất nghiện ăn nấm và ăn tới 3 lần mỗi ngày. Không những thế, Einstein có sở thích quái gở là thường khỏa thân và đi dạo quanh khuôn viên nhà. Theo người giúp việc, ông có lẽ không quan tâm đến chuyện mặc quần áo, hoặc có thể ông cũng không nhớ là mình chưa mặc gì. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đã nhắc về thiên tài thì chắc chắn không thể thiếu Thomas Edison, người được mệnh danh là tỉ mỉ đến mức cực đoan. Những ai muốn làm cộng sự với nhà phát minh thiên tài Thomas Edison phải trải qua những vòng phỏng vấn gắt gao và khó khăn. Trong đó có bài thi ăn một bát súp, Edison sẽ tận mắt chứng kiến ứng viên đó có bỏ thêm gia vị trước khi ăn hay không. Nếu bỏ thêm muối vào bát súp mà không nêm nếm trước, chắc chắn sẽ bị loại. Đó là ngày xưa chứ ngày nay tuyển cộng sự như vậy thì mình không chắc là người dám ứng tuyển đâu nha. Why are you running? Ngoài là một người tỉ mỉ đến mức cực đoan thì Edison có thói quen ngủ chia nhỏ làm nhiều giai đoạn. Một mô hình được chứng minh là giúp tăng thời gian thức giấc trong cuộc đời của mỗi con người. Đây là một cách được nhiều người tìm đến để đẩy mạnh hiệu suất làm việc trong khi vẫn đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều thử nghiệm khoa học cho thấy chia nhỏ giấc ngủ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Tiếp theo là vị giáo sư đến từ Nhật Bản Yoshiro Nakamas đã có bản quyền của hơn 3.500 sáng chế, gấp 3 lần so với 1.093 bằng sáng chế của nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison. Vì vậy, không quá khi nói rằng ông là nhà sáng chế giỏi nhất mọi thời đại tính theo số phát minh được đăng ký bản quyền. Bên cạnh tài năng của mình thì vị thiên tài nào cũng có những thói quen lập dị mà nghe xong cũng ngỡ ngàng. Tiến sĩ Yoshiro Nakamas tự làm chết mình để sáng tạo. Nhiều ý tưởng sáng tạo của Nakamas được tạo ra trong lúc ông tự làm cho mình gần chết đuối. Vị thiên tài này tin rằng nếu não thiếu không khí trong thời gian đủ lâu, nó sẽ hoạt động mạnh nhất. Ngoài ra, ông còn có một căn phòng yên tĩnh để suy nghĩ mọi thứ lát gạch bằng vàng 24 carat. Oh my god! Wow! Vị tiến sĩ tin rằng những viên gạch vàng giúp chặn sóng vô tuyến gây nguy hại đến quá trình sáng tạo. Nếu vậy, chẳng phải hàng ngày tiếp xúc nhiều với sóng vô tuyến, sóng điện thoại, có khi nào do vậy mình mới kém thông minh hay không? Nani? Thiên tài lập dị tiếp theo được mệnh danh là thiên tài ăn tạp, William Hoagland, cựu sinh viên của Đại học Corpus Christi Oxford, đồng thời được nhớ đến là người đầu tiên đưa ra bản mô tả đầy đủ về một con khủng long hóa thạch Megalosaurus. Tuy nhiên, ông cũng được coi là người có tính cách quái dị vì ông quá ăn tạp. William khiến mọi người cùng thời đại với ông kinh ngạc bởi dường như ông có thể ăn tất cả mọi thứ bao gồm cả nội tạng nướng, chim đà điểu, chuột, cá heo, chó con, ếch, và thậm chí ông còn uống cả nước tiểu của con dơi. Và điều kinh sợ nhất là người ta đồn đại ông đã ăn trái tim đã ngừng đập của vua Louis XIV. Chính điều này đã khiến sự nổi tiếng và những nghiên cứu khoa học của ông bị lu mờ đi rất nhiều. Vào thế kỷ 16, nhà thiên văn Đan Mạch Tycho Brahe là một quý tộc nổi tiếng với cuộc sống lập dị và kết quả dẫn đến một cái chết khác thường. Ông đã mất mũi trong một trận đấu kiếm ở trường đại học, phải đeo một chiếc mũi giả bằng kim loại. Ông thích những bữa tiệc, ông có một hòn đảo riêng của mình và hay mời bạn bè đến lâu đài vui chơi. Ông thường khoe với khách một con nai sừng tấm do ông thuần hóa.
và một chú lùn tên Jeff ông giữ làm thằng hề ngồi dưới gầm bàn, nơi Bra thỉnh thoảng cho nó một chút thức ăn thừa. Nhưng niềm vui với các cuộc tiệc tùng đã vô tình dẫn đến cái chết của ông. Trong một buổi tiệc ở Bra, ông khăng khăng đòi ở lại bàn khi cần đi tiểu, vì rời khỏi bàn đồng nghĩa với kém cỏi và thua cuộc trong một trò chơi. Chính vì điều này đã khiến ông bị nhiễm trùng thận, bàng quang của ông bị vỡ sau đó 11 ngày vào năm 1601. Các bạn thấy đó, chúng ta không cần thiết phải hơn thua làm gì để thiệt thòi cho bản thân. Nói về những thói quen kỳ lạ thì Nikola Tesla số 2 không ai dám nhận ngôi số 1. Nikola Tesla là một nhà khoa học người Mỹ gốc Serbia nổi tiếng vào thế kỷ 19 với hàng loạt những phát minh quan trọng, thực hiện những bước đột phá quan trọng trong đài phát thanh, người máy và điện học. Nhưng tính cách cổ quái khiến ông bị cô lập trong giới khoa học lúc bấy giờ và bị những người cùng thời coi là một kẻ bác học điên khùng. Không những vậy, ông còn bị mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD. Ông không chạm vào bất cứ thứ gì hơi bẩn, tóc, bông tai ngọc trai hoặc những vật tròn tròn. Ngoài ra, ông bị ám ảnh bởi số 3. Ông đi bộ xung quanh tòa nhà 3 lần trước khi bước vào, và trong mỗi bữa ăn, ông sử dụng chính xác 18 khăn để lau bóng dụng cụ ăn cho đến khi chúng sáng lấp lánh mới thôi. Người ta nói, lắm tài thì nhiều tật, quả là không sai đúng không các bạn? Đâu ai nghĩ thiên tài với những phát minh vĩ đại lại có những sở thích quái gở như vậy. Ở đây có bạn nào thấy mình giống phần tính cách nào của thiên tài trên không? Hãy comment ngay bên dưới cho mình biết nhé. Rất có thể bạn là thiên tài đó. Nếu thấy hay thì xin cho Đọc Lạ Kỳ Thú một like, share và đặc biệt là nhấn nút đăng ký kênh ngay bên dưới. Nếu bạn muốn làm clip về bất kỳ một hiện tượng gì thì cứ comment ngay bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip Đọc Lạ Kỳ Thú tiếp theo. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.